Lại nữa, bạch Thế Tôn, vì bố thí ba la mật đa vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh, vì bố thí ba la mật đa vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt, vì bố thí ba la mật đa vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh, vì bố thí ba la mật đa vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu, vì bố thí ba la mật đa là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không, vì bố thí ba la mật đa vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng, vì bố thí ba la mật đa vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện, vì bố thí ba la mật đa viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly, vì bố thí ba la mật đa tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh, vì bố thí ba la mật đa bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc, vì bố thí ba la mật đa bất khả tư nghì nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa bất khả tư nghì nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì, vì bố thí ba la mật đa vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác, tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác, vì thế lực của bố thí ba la mật đa chẳng thành tựu nên biết thế lực bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu, thế lực của tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, vì pháp không nội vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh, vì pháp không nội vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt, vì pháp không nội vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh, vì pháp không nội vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu, vì pháp không nội là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không, vì pháp không nội vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng, vì pháp không nội vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện, vì pháp không nội viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly, vì pháp không nội tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh, vì pháp không nội bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh bất khả đắc
nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì pháp không nội bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì pháp không nội vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của pháp không nội chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa Bạch Thế Tôn, vì chân như vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì chân như vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì chân như vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì chân như vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì chân như là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì chân như vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì chân như vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì chân như viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì chân như tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì chân như bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì chân như bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì chân như vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của chân như chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì Thánh Đế khổ vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Thánh Đế tập diệt đạo vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì Thánh Đế khổ vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Thánh Đế tập diệt đạo vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì Thánh Đế khổ vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Thánh Đế tập diệt đạo vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì Thánh Đế khổ vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Thánh Đế tập diệt đạo vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì Thánh Đế khổ là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Thánh Đế tập diệt đạo là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì Thánh Đế khổ vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Thánh Đế tập diệt đạo vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì Thánh Đế khổ vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Thánh Đế tập diệt đạo vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì Thánh Đế khổ viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Thánh Đế tập diệt đạo viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì Thánh Đế khổ tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Thánh Đế tập diệt đạo tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì Thánh Đế khổ bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Thánh Đế tập diệt đạo bất khả đắc,
nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì Thánh Đế Khổ bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Thánh Đế Tập Diệt Đạo bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì Thánh Đế Khổ vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Thánh Đế Tập Diệt Đạo vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của Thánh Đế Khổ chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì bốn tịnh lự vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì bốn tịnh lự vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì bốn tịnh lự vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì bốn tịnh lự vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì bốn tịnh lự là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì bốn tịnh lự vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì bốn tịnh lự vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì bốn tịnh lự viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì bốn tịnh lự tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì bốn tịnh lự bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì bốn tịnh lự bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì bốn tịnh lự vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của bốn tịnh lự chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì tám giải thoát vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì tám giải thoát vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì tám giải thoát vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì tám giải thoát vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì tám giải thoát là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì tám giải thoát vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì tám giải thoát vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì tám giải thoát viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì tám giải thoát tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì tám giải thoát bất khả đắc,
nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Tỷ tám giải thoát bất khả tư nghì, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ bất khả tư nghì, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Vì tám giải thoát vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của tám giải thoát chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì bốn niệm trụ vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì bốn niệm trụ vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì bốn niệm trụ vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì bốn niệm trụ vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Bốn niệm trụ là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì bốn niệm trụ vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì bốn niệm trụ vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì bốn niệm trụ viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì bốn niệm trụ tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì bốn niệm trụ bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì bốn niệm trụ bất khả tư nghì, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo bất khả tư nghì, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Vì bốn niệm trụ vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của bốn niệm trụ chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì pháp môn giải thoát không vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì pháp môn giải thoát không vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì pháp môn giải thoát không vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì pháp môn giải thoát không vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì pháp môn giải thoát không là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì pháp môn giải thoát không vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì pháp môn giải thoát không vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô nguyện,
nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì pháp môn giải thoát không viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì pháp môn giải thoát không tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì pháp môn giải thoát không bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì pháp môn giải thoát không bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì pháp môn giải thoát không vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thể lực của pháp môn giải thoát không chẳng thành tựu, nên biết thể lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thể lực của pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện chẳng thành tựu, nên biết thể lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì năm loại mắt vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Sáu phép thần thông vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì năm loại mắt vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Sáu phép thần thông vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì năm loại mắt vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Sáu phép thần thông vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì năm loại mắt vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Sáu phép thần thông vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Năm loại mắt là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Sáu phép thần thông là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì năm loại mắt vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Sáu phép thần thông vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì năm loại mắt vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Sáu phép thần thông vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì năm loại mắt viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Sáu phép thần thông viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì năm loại mắt tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Sáu phép thần thông tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì năm loại mắt bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Sáu phép thần thông bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì năm loại mắt bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Sáu phép thần thông bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì năm loại mắt vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Sáu phép thần thông vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thể lực của năm loại mắt chẳng thành tựu, nên biết thể lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thể lực của sáu phép thần thông chẳng thành tựu, nên biết thể lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì mười lực Phật vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì 10 lực Phật vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì 10 lực Phật vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì 10 lực Phật vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. 10 lực Phật là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không.
Vì 10 lực Phật vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì 10 lực Phật vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì 10 lực Phật viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì 10 lực Phật tịch tịnh